thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên từng là một miền quê nghèo khó, nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Thế nhưng từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, bằng sự chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân nơi đây, đã mang đến cho vùng quê này một diện mạo khang trang, trù phú, đời sống của người dân ngày một đi lên. Bình yên, thơ mộng là cảm nhận đầu tiên khi về với thôn Thống Nhất. Nép mình bên dòng sông Ngàn Mọ, bao đời nay, người dân nơi đây luôn cần cù gắn bó với đồng ruộng, gây dựng cuộc sống. Giờ đây, nông thôn mới đã mang đến cho người dân tư duy sản xuất mới, không còn vườn tạp, đồng hoang. Cuộc sống ngày càng ấm no với những khu vườn bốn mùa hoa trái, những cánh đồng mẫu lớn cho năng suất, thu nhập cao. Đường xá xanh sạch đẹp thì nương vườn tược của mình cũng làm cho gọn gàng và cũng có thu nhập cho hộ gia đình. Hạ tầng giao thông khang trang, đồng bộ là một trong những điểm nhấn của thôn Thống Nhất. Những tuyến đường nhỏ hẹp năm xưa giờ đã được nâng cấp mở rộng thảm nhựa. Ý thức hơn trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường sống, các tổ liên gia, tổ chức đoàn thể trong thôn đều phát động các phong trào thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Nhờ đó, diện mạo các đường làng, ngõ thôn ngày một đổi thay. Về đích được cái khu dân cư kiểu mẫu thì nói chung là nhân dân rất hồ hởi, khởi sắc, nó đổi mới từ vườn tược cho đến là nhà cửa, nói chung là đường làng ngõ xóm là khi nào cũng là xanh sạch đẹp. Cũng từ mong muốn xây dựng quê hương ngày một phát triển giàu mạnh ấm no, nên người dân thôn Thống Nhất luôn đồng thuận với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Mới đây, khi triển khai dự án cao tốc Bắc Nam, một khu tái định cư mới khang trang đã được xây dựng trên địa bàn thôn. Vùng tái định cư với những ngôi nhà cao tầng hiện đại đã góp phần làm cho bộ mặt của thôn thêm khang trang, giàu sức sống mới. Cũng rất là phấn khởi để cho là nhân dân, rồi là nhà nước và nhân dân ta đi lại thuận tiện hơn, ra nơi ở mới, và tôi rất là phấn khởi, cũng rất là tuyệt vời. Cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển, đời sống tinh thần ngày một đi lên. Phát huy công năng của nhà văn hóa cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được người dân duy trì đều đặn. Từ các hoạt động này, tình làng nghĩa xóm ngày một thêm gắn bó. Sự chuyển mình rõ rệt của một miền quê nhiều gian khó là động lực lớn để người dân thôn Thống Nhất tiếp tục thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày một ấm no. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại những giá trị tích cực, nhân lên niềm tự hào, tình yêu tha thiết với quê hương.